đẹp nhất ở trên hình là phải nói là cái nụ cười. Và khi mà chúng ta cười đó thì phải cười thật tươi lên, chứ đừng có cười ngượng, là nó phải cười lên tới mắt. Quý vị đừng có lo, nếu mà mắt mình có bị nhăn một tí, Photoshop hết. Chi chân khi mình đứng, cái máy hình ở đâu và cái máy hình ở đâu thì mình phải xoay người mình để nó cho thành 3/4 với cái máy hình. Có thể quay ngang cái đùi một tí thì các bạn thấy rõ ràng nó có cái chữ S, nhưng mà cái vai mình và cái mắt mình vẫn nhìn thẳng. Nếu mình ngồi trên ghế cũng vậy, hai cái cổ chân mình chéo vào bên kia, và nhớ là cái đầu ngón chân trước đó, muốn có cái thế đẹp đó là mình chỉ nhón cái ngón chân thôi. Và các bạn nên nhớ là bao giờ hai cái ống này nó cũng phải đi về một chiều và nó khép lại với nhau. Gác, nhưng mà Duyên sẽ cho nó qua bên này, hai bên nó cùng chỉa dài xuống. Rồi thì Duyên hy vọng rằng cái video clip vừa qua sẽ giúp cho quý vị có nhiều những tấm hình đẹp hơn nữa.